cuối tuần, mưa dông lại xuất hiện ở một số quận của thành phố Hồ Chí Minh, cũng như ven biển Long An, Tiền Giang, Bến Tre hay Sóc Trăng, Bạc Liêu. Dự báo khoảng 2 tiếng nữa mưa sẽ tạnh, hầu khắp Nam Bộ sẽ có nắng. Những khoảng nắng ráo sẽ duy trì đến đầu giờ chiều nay, nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh thành sẽ từ 32 đến 34 độ. Khoảng từ 15 giờ trở đi, mây dông sẽ lại phát triển gây mưa cho Nam Bộ. Cục bộ có điểm mưa vừa, mưa to. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mưa vào chiều tối, còn buổi trưa trời nắng và nóng, nhiệt độ cao nhất vào khoảng 34 độ.